Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh bonsai tự nhiên của mình. Chúc mọi người một năm mới tràn đầy năng lượng và sức khỏe nha. Dạo này mình bận công việc nhiều quá nên là không có ra video. Hôm nay rảnh rỗi nhà nên là mình làm demo mấy cây hải châu thẳng cho anh em coi nha. Nay thì chỗ mình toàn cây thẳng không anh em ơi. Hải châu giờ nó cũng cạn kiệt rồi nên là mình đi nó cũng ít đó. Với lại dạo này công việc mình nó nhiều quá nên là mình không có làm được. Đây, nay mình làm cái da rút nha anh em. Cái da rút thì mình vào dây thì nó đỡ ăn vào da với lại là nó đi nó ngọt hơn nha. Cái này thì mình trồng phôi lên thì cũng 7-8 tháng rồi anh em ơi. Nói chung là cũng không có coi nên là mình lấy cái mình quay trên demo cho anh em coi luôn. Demo cái cây trụ điện nha. Mình vẫn đang đỡ đọt để mà nuôi cái tay cành cho nó bự cho nó hài hòa với lại cái gốc nha anh em. Còn anh em nào mà không thích thì anh em cắt đọt là nó bung dâm rất là nhiều luôn nha. Nó bung dâm rất là nhiều luôn nha anh em. Khi mà anh em không thích á, không muốn nuôi to nữa thì anh em cắt đọt đi. Hải châu thì anh em trồng sống rồi anh em từ từ vào dây, cái đó là kinh nghiệm của mình ạ. Nói chung là anh em mỗi người mỗi cái cách mà làm cái cây hải châu. Mình thì muốn cây cành nó to thì mình sẽ từ từ mình vào dây, còn mình khi mà mình vào dây rồi này mình muốn đỡ nữa, mình chưa có muốn đi tây dâm á, thì mình cứ đỡ đọt cho nó lớn thêm một tí nữa nha. Khi nó lớn rồi thì mình bấm đọt đây là nó sẽ bung ra rất là nhiều nha. Cái này mình đỡ dây, mình vào dây thì nó vẫn bung đọt. Nói chung là nó bung không có nhặt bằng mình bấm đọt nha. Đó, nói chung là đợt mô đơn giản vậy thôi. Hải châu thì chủ yếu vẫn kiến tàn thôi anh em ơi. Đó. Cành 1, cành 2 với lại làm cành phong đây thôi. Cái đỉnh thì mình bế quần xuống để mình lấy một cái tay cành cho nó xâm cái cây nha. Nó tạo cho cái cây nó nhanh mâu ra bông trái nữa. Hải châu thì anh em chăm sóc tốt thì nó cũng nhanh ra lắm đó anh em ơi, tầm 1 năm rưỡi ấy. Cái này vào dây 1 lần rồi, 5-6 tháng sau mình sẽ vào dây tiếp 1 lần nữa thì cái cây nó sẽ hoàn thiện ấy, nó sẽ nhanh. Để mà cái đợt đọt nó đi thêm một đợt đọt nữa cho nó to cái nhánh rồi mình sẽ bấm đi để cho nó ra cái dàn dâm cho nó ok nha. Như thế nó làm cái cây của mình nó tay cành cốt cành của nó lớn ha. Nhiều anh em cứ vào dây sớm rồi bấm đọt á, là nó bung dâm thì nó nhiều thật nhưng mà cái dàn tay nó sẽ không lên to được nha anh em. Anh em cho cho ví dụ 2-3 năm sau thì nó cũng lên có chút xí vậy anh em à, nó không có to lên được, nên là anh em chịu khó nuôi từ lúc đầu, bỏ thời gian một tí cho cái dàn dâm nó bự một tí rồi sau đó anh em làm thì nó ok nha. Mình thì nó to thì mình có thể mình làm dây dây rút này anh em ha. Còn nhỏ thì anh em làm dây kia, mà ở đây thì gần như là mình coi nhiều nó mình đỡ cho nó to một tí, mình làm mình cho nó bung cho nó mạnh nha. Còn cái thời điểm nào mà anh, ví dụ anh em vào dây ha, anh em nhìn mấy cái lá này, cái lá từ cái chân lên á mà nó già nó xanh đậm rồi á thì anh em vào dây anh em bấm đọt là bảo đảm nó bung rất là dày ha. Còn mà cái lá mà nó còn non á, còn non còn xanh lá chuối non á mà anh em vào dây thì nó lâu bung lắm nha anh em, tại vì nó không có sức mà đỡ nó bung tiếp tục nha. Chỗ này mình nó nặng là mình cũng không có bưng ra chỗ ngoài làm coi này làm con mình nữa, nên là cố gắng thì làm quay được cái nào cho anh em coi quay nha. Mình thì cái gì mình biết là mình chia sẻ hết. Cái này là dài ok rồi nè anh em, giờ cứ nuôi nó to lên thôi, to lên và bấm chọn cái đọt lại thì nó sẽ bung dàn dâm ra là nó ok nha.
Mình chưa có bấm chọn đợt cái đợt này đâu. Tại mình còn muốn nuôi nó to lên tầm bằng con út hết các bạn. Tầm 1 năm. Rồi mình sẽ chọn đợt và cho nó bung ra. Đó. Đây là một cái demo mà cái cây trụ điện đơn giản nhất ha. Anh em nào cũng có thể làm được luôn, mình bảo đảm chắc chắn luôn. Đây là cái chuẩn cái kiểu cái phone phone tông mà gần như là anh em làm cây ba cái cây thánh trụ điện thì anh em đều làm như thế này đó. Dàn chi dâm nó nhiều thì anh em làm nhiều, mình bưng ra đây cho nó rộng cho anh em coi này. Đó. Những mình đang đỡ dư cành này, khi mà nó to rồi á thì cái dàn dâm của anh em nó ra ok rồi thì anh em có thể là bấm bỏ nó bớt đi một cành nha. Đó, đỡ lại cái mặt tiền cho nó trống ra, nhìn cho nó đẹp cái coi nha. Rồi nha anh em ơi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Nhớ là subscribe đến cái kênh ủng hộ mình nha anh em ơi. Đó, nó bung ra như thế này nè.